Alo các tình yêu, ở tập trước Trường và em gái bất đồng trong quan điểm. Thấy mà tức quá nên Trường quyết định lén vào trường tìm ra kẻ bắt nạt em mình. Không may bị bà cô ế suốt 37 năm dài đằng đẵng bắt gặp, dẫn đến cuộc ẩu đả tinh thần lẫn thể xác. Kế hoạch thất bại. Không còn cách nào khác, Trường phải nhờ đến sự support của The Faker và phép thuật Queen X của đạo diễn đã đưa anh trở thành học sinh chính thức của trường nữ sinh. Trường sẽ làm gì trong ngôi trường này? Mời các bạn xem tiếp tập 3 nha. Chào các em. Đứng lại. Hình như tôi nghe có cái mùi đàn ông. Dạ đâu có đâu cô. Em da em thích xài nước hoa của Nam á cô. Dạ. Đứng lại. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nha. Trâm Anh, vô đi em. Nào không? 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 Hình như tôi đã yêu bà mất rồi bà. Trời ơi, lần đầu tiên mà tôi thấy một cái vẻ đẹp khỏe mạnh luôn. Trời ơi, người gì đâu mà đẹp lạ, đẹp lùng như trời. Ở chỗ kia có chỗ trống kìa. Em xuống đó ngồi đi. Dạ. Mừng bà nha. Bé từ đó em trở thành bạn học của em gái em. Sao cô cười hoài vậy? Bởi vậy cô nói em. Mà em không chịu. Nè, cô có đang nghiêm túc nghe em kể không vậy? Có, cô đang nghe nè. Thì cô đừng có cười nữa chứ, thì em mới kể được. Không cười nữa. Trương à, cô không hứa sẽ khóc cùng em. Cô nhưng cô hứa sẽ cười vô mặt em. Em đi về. Cô không cười nữa, cô không cười nữa. Ok. Cô cười lần cuối nha. Cô quá đáng lắm luôn á. Em muốn kể gì hết đó. Đi về. Không cười nữa. Kể đi, kể đi. Chắc chưa? Rồi, bây giờ ai xung phong lên đọc cho cô một bài thơ coi. Em. Rồi, mời bạn Trâm Anh lên nè. Dũng cảm. Rồi, bữa nay cô sẽ quyết định sẽ cho bạn Trâm Anh của chúng ta vào chết lốt phó lao động. Yeah.
nhìn mà tức thiệt chứ. Để mình lao cho. Lao quá dọn. Không thể để như vậy được. Để nghĩ ra cách thôi. Vừa gặp em mà như quen biết đã lâu. Nàng cười xinh như ánh nắng mai, khiến con tim anh lạc lối. Và giờ anh biết bạn bị bong gân hả? Đúng rồi, chân mình đau quá. Vậy để mình cõng mình lên phòng y tế nha. Cảm ơn bạn. Tính ra là em cũng đã hòa nhập với lớp lắm rồi đó cô. Cô cũng bị bong gân nữa nè. Thôi cô dẹp cái tính bẩn bựa của cô đi. Sao cô cười hoài vậy? Không cười kể tiếp đi. Ôi, đói bụng quá à. Ôi, vừa nắng vừa đói nữa. Trường, thấy gì không? À. Theo tao. Ok. Hả? Ừ. Chùa. Mày nhìn gì? Tao đói. Mày không nghe Gia Mỹ nói gì hả? Điếc hả? Gì? Đi mua anh Giang. Mỹ muốn uống trà sữa nữa. Lẹ lên. Để tôi đi mua cho. Mấy bạn làm gì vậy? Có tay có chân thì tự đi đi. Sao cứ bắt người khác làm vậy? Lại là mày nữa hả? Ê, tao có sai mày không? Bạn đừng có sợ. Để tôi đi mua cho. Không mà. Không sao, để tôi đi mua cho. Đây, để mình đi mua cho. Tụi mày thấy chưa? Ma mới còn biết điều hơn tụi bay nữa đó. Đúng rồi đó. Tại sao mọi người biết là nó là sai trái mà mọi người vẫn sợ vậy? Đồ ăn cùng với bạn nè. Mày biết điều á. Mày giỡn mặt với tao hả? Má con chó này. Sao mày tát tao? Tại nó né. Ơ, sao té vậy? Tao về, tao nói anh tâm sự cho mày nè. Mày ừ? Đi. Đáng đời. Không cần phải cảm ơn đâu. Đương nhiên rồi, tôi đâu có muốn cảm ơn đâu. Nè, tôi vừa mới giúp bạn đó. Mình vừa mới giúp bạn đó. Bạn mà dùng bạo lực áp chế bạo lực á thì chỉ khiến cho bạo lực trở nên tàn bạo hơn thôi. Đánh hoặc là bị đánh, chỉ có kẻ mạnh mới bảo vệ được chính bản thân mình thôi. Mạnh ở đây là ý chí chứ không phải là vũ lực. Sao trời? Cổ lên. Ê, Trâm Anh kìa. Trâm Anh. Mình hâm mộ bạn lắm á. Bạn cho mình làm quen nha. Tôi cũng mê bà lắm luôn á, cho tôi làm quen nha.
dùng tụi này để thông đạo cho con em của mình quá. Cũng được đó. Cho mình xin Facebook được không? Ê chết, Facebook của mình là nam mà. Mình không có Facebook, mình có số điện thoại à, được không? À, được không? Cũng được á, cho tôi xin số điện thoại đi. Nè. Đây. À, mình về chung đi. Ê, về chung nha. Cũng được. Ê Dũng, Dũng. Dạ. Từ cái ngày mà cô An nghỉ dạy á. Dạ. Thằng Tùng đúng nghĩa là mất dạy nha. Nó mất dạy. Thêm cái thằng Trương cúp học luôn rồi. Tao cảm thấy lạc lõng với cô đơn á. Ui. Mà anh cô đơn kể anh chứ em định vui lắm á nha. Ê mày vui sao mày nói tao nghe coi. Thì vui đây nè. Trời ơi, hỏi chị em bằng gì tụi em á, vui dữ lắm. Vui tấm bà. Vui gần chết. Bà đã bị vui mình đây nha. Thấy chưa giận nó dí nó. Ui cái con này á. Sao mà. Trời ơi. Anh chí. Ê Dũng, 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 quen không Dũng? Dạ. Bạn ơi, bạn ơi. Quen thì sao mà quen? Nhìn cái tướng đồ quen lắm. Sao mà quen? Sao mà quen? Bạn ơi. Anh nhìn nhầm rồi. Cái tướng đồ quen trời lắm. Ơi, cái mặt là quắc hà. Cái mặt bà nó bị quá. Biết bạn ơi. Dí giữa nó đi trời ơi. Bạn bự con ơi. Bây giờ Trâm Anh có việc rất bận rồi. Nên có gì Trâm Anh sẽ gặp lại hai bạn sau nha. Đi ra. Ủa sao vậy? Ủa chuyện gì vậy? Sao kì vậy? Các bạn bự con ơi. Trời ơi, sao cái gì mà chạy nhanh vậy? Đứng lại bạn ơi. Bạn định làm gì mình vậy? Tôi thấy bạn quen lắm luôn á. Không có quen đâu mà. Hình như là tôi với bạn gặp nhau rồi, phải không? Không có. Bạn cho tôi coi cái mặt xíu thôi, nha. Kỳ lắm. Tôi coi cái mặt coi. Anh Chiến, trời ơi. Anh Chiến, làm cái gì vậy? Tao coi mặt con xíu à. Người ta con gái mà coi mặt hả? Anh Chiến, tránh ra tao coi xíu à. Bạn ơi, cho mình coi một cái thôi. Một cái thôi nha. Đồ biến thái. Tụi bay ơi, tao lại trúng tia xe ái tình nữa rồi. Ôi, cái gốm. Tụi bay không thấy trên trần gian có cô gái đẹp như vậy luôn hả? Nhìn cái dàn giáo đi. Ngon. Có bắt nữa. Trời ơi, bạn đẹp quá à. Trời ơi, đừng đi. Đâu rồi ta? Không lẽ trời ơi mày hại tao lắm luôn á chứ. Đây là Trâm Anh, bạn mới cùng lớp với con á. Chào con. Dạ. Sao bà biết nhà tôi? Tôi không thích bà về đi. Con này, ăn mới nói. Đang tới giờ cơm rồi, con ở lại ăn cơm với gia đình cô luôn nha. Dạ thôi, dạ để con xin phép con về ạ. Về cái gì mà về không biết nữa. Đâu phải lúc nào con Thùy nó cũng dẫn bạn về đây chơi đâu. Về là cô giận đó nha.
Đợi chút, cô đi lấy chén đũa nè. Dạ cô ơi. Đúng rồi đó con, ở lại chơi cho vui. Dạ. Đây, mời con. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Mà nè Thùy, gọi điện thoại cho anh hai coi, sao tới giờ này trễ quá rồi còn chưa chịu về nữa. Dạ, để con gọi cho hai nha. Tôi có con dán cho cô. Dán đâu? Đâu đâu. À, cái dán nào đâu? Cái gì vậy? Ê à, à. Chị ráng chịu chút xíu nha con. Dạ, cô không sao, yêu cô yên tâm, đầu con cứng lắm. Thiệt tình á, đứa nào mà chơi kỳ hết sức luôn nhỉ. Chút xíu nữa là bể đầu con người ta rồi. Anh Chiết, anh qua kiếm anh hai em hả? Ừ, đây Thùy. À, đây là Trâm Anh, bạn mới cùng lớp với em á. Trâm Anh hả? À? Tên dễ thương vậy. Trâm Anh, trùng hợp ghê luôn. Cái này gọi là duyên tiền định đó. Tiền định không phải em chứ, duyên tiền định. Ê, nói gì vậy? Ờ, à, nói gì đâu. Chuyện dễ thương quá à. Nè, sẵn đang giờ cơm, ở lại ăn cơm ở nhà cô nha. Dạ, đúng rồi, tất nhiên chứ. Trâm Anh, yên tâm đi, cứ tự nhiên như ở nhà. Sao đâu. Đây, dạ. Mời con. Dạ, con cảm ơn cô. Cả nhà mình ăn nhiệt tình nha. Dạ. Không có được chừa lại đó. Mọi người ăn đi, ăn đi, ăn đi. Nè, cho ăn, ăn đi. Đó, ăn đi. Chết. Đó, đại ơi, lấy cái mới cho người ta. Đó, ừ. Trời ơi, dưa leo nè, ăn là đẹp da. Nè con, còn tô canh nữa nè con. Dạ, dạ, con cảm ơn cô. Rồi. Cả nhà ăn đi, cả nhà. Ăn đi. Con ăn cơm đi. Dạ. Dạ. Vậy em giúp được em gái em chưa? Con nghĩ đi. Nếu như em mà giúp được em gái em thì em đâu mặc bộ đồ này nữa. Em cần cô giúp em không? Chị đâu có mượn. Em tưởng chị cần. Đi chuẩn bị xe đi. Dạ. Đâu có bấm nữa. Đi. Đi theo con. Không biết là cô An có giúp mình thiệt không ta. Tính. Ê. Tiền đâu? Mắt kính đẹp quá ha. Không có tiền mà. Alo đẹp ghê á. Trời ơi đẹp mày. Vậy mà không có tiền mày. Trời đẹp quá à. Mọi người ơi. Tế mà không có tiền. Xạo mày. Mày giấu tiền ở đâu? Không có tiền. Xạo. Không có tiền. Dừng xe lại. Hả? Yeah. Ê. 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 Sao không? Cái thiền này không nghe hả? Chơi đó. Like và subscribe cho An nha.